Các bạn thân mến, trong khi soạn thảo văn bản, thông thường yêu cầu chúng ta không đánh số trang của trang đầu tiên, tức là cái số trang của trang đầu tiên sẽ không hiển thị mà chỉ hiển thị số trang từ trang thứ hai. Ví dụ đây là trang 2 thì hiển thị số 2, nhưng mà trang 1 sẽ không hiện số 1 nữa. Thế thì cái này khá đơn giản nhưng mà có một vài bạn hỏi nên tôi sẽ làm video hướng dẫn. Sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn. Để không hiển thị số trang ở trang đầu tiên thì các bạn sẽ vào menu Insert, chúng ta đánh số trang như bình thường. Các bạn click vào Insert, sau đó click vào phần Page Number và chúng ta chọn cái vị trí. Ở đây tôi chọn đánh số trang là bên dưới, Bottom là bên dưới và tôi chọn ở giữa. Sau đó đây tôi sẽ quét chọn cái số này, tôi thay đổi lại cái phông chữ và cỡ chữ để tôi chọn 14, phông là Thanh. Nếu các bạn đã đặt mặc định thì không cần thiết cái bước này. Sau đó click vào Design và click Close Header and Footer thì khi đó cái số trang của chúng ta đã được đánh từ trang đầu tiên. Đây, hiển thị trang 1 và trang thứ hai. Bây giờ để ẩn cái trang thư đầu tiên mà nó không hiển thị số trang đi thì ta làm như sau. Các bạn click vào menu Page Layout, click vào mũi tên bên dưới góc Page Setup, sau đó click thẻ Layout và chúng ta sẽ bỏ, chúng ta sẽ chọn cái phần Different First Page, có nghĩa là chúng ta sẽ không hiển thị số trang của trang đầu tiên. Ta click OK và bây giờ ta quan sát lại. Đây, trang 1 đã không hiển thị số trang và trang 2 vẫn hiển thị số 2 bình thường. Tương tự như vậy, khi chúng ta kéo xuống các trang số 3, số 4 cũng thế, đấy, nó vẫn hiển thị bình thường, chỉ có trang 1 là không hiện thôi. Cách không đánh số trang ở trang đầu tiên như thế này thì áp dụng từ Word 2007 cho đến Word 2016.